Xin chào quý vị và các bạn. Hãy đăng ký kênh YouTube của Thư viện Pháp luật để cập nhật những thông tin pháp luật mới nhất. Mức phạt lỗi không có hoặc không mang giấy tờ xe. Theo quy định tại Luật Giao thông Đường bộ năm 2008, thì người lái xe ô tô, xe máy tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khỏe theo quy định và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Khi điều khiển ô tô, xe máy tham gia giao thông, người lái xe phải mang theo các giấy tờ sau: đăng ký xe, giấy phép lái xe ô tô, xe máy theo quy định, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe. Trường hợp không có hoặc không mang theo, người lái xe sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 100 năm 2019, cụ thể như sau. Mức phạt lỗi không có hoặc không mang theo giấy đăng ký xe. Đối với ô tô, trường hợp không có giấy đăng ký xe sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Đồng thời, nếu không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện, sẽ bị tịch thu phương tiện sung vào ngân sách nhà nước. Trường hợp không mang theo giấy đăng ký xe, bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng. Đối với xe máy, trường hợp không có giấy đăng ký xe, bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng. Đồng thời, nếu không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện, sẽ bị tịch thu phương tiện sung vào ngân sách nhà nước. Trường hợp không mang theo giấy đăng ký xe, bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Mức phạt lỗi không có hoặc không mang giấy chứng nhận kiểm định. Trường hợp không có giấy chứng nhận kiểm định, bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Trường hợp không mang theo giấy chứng nhận kiểm định, bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng. Mức phạt lỗi không có hoặc không mang giấy phép lái xe. Đối với xe mô tô, trường hợp quên không mang giấy phép lái xe, bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Trường hợp không có giấy phép lái xe, bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh dưới 175 phân khối, bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh từ 175 phân khối trở lên. Đối với ô tô, trường hợp quên không mang giấy phép lái xe, bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng. Trường hợp không có giấy phép lái xe, bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Mức phạt lỗi không có hoặc không mang giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Đối với xe ô tô, bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Đối với xe máy, bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Đến đây thì video của Thư viện Pháp luật cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!